À, Minh Nguyễn, alo, xin chào toàn thể các bác, các quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng đẩy 4 kênh, một dòng đẩy 2 kênh size 1U, sử dụng mạch Canat D nhé các bác nhé. Thì hôm nay trước mắt các bác là một con đẩy 2 kênh thương hiệu của BSS. Con này công suất là 1000W trên một kênh nhé các bác nhé, 1000W trên một kênh, đánh cái chế độ 8 ôm. Con này các bác có thể chơi full đôi 40, các bác chơi thoải mái luôn. Linh kiện và chất lượng cực kỳ là xịn xò luôn. Đời con này là đát 2020 nhé các nhé, đát 2020. Đấy, rất là mới, đát 2020. Đấy. Con 4 kênh này là đát 2021 nhé các nhé. 4 kênh là đát 2021. Đấy, toàn những đời đát rất là cao. Đấy, hàng cực kỳ là đẹp. Hàng này thì các bác chơi thì quá là yên tâm rồi, về chất lượng không phải nghĩ rồi. Các bác nhìn cái dàn tụ của nó, các bác nhìn này, quá chất luôn, chẳng tụ phẳng lì. Đấy. Chất lượng linh kiện dòng này chơi rất là bền nha các nhá, rất là bền. Con này thì điện thì các bác có thể chạy điện auto volt. Điện từ 100 đến 260 V nha các nhá. Con này hàng xuất này. Đấy, con này hàng xuất Âu này. Đấy, các bác nhá. Đấy. Đấy, điện chạy từ 100 luôn. Đấy, 100 đến 260 V. Đấy. 1000W trên một kênh. Và sang con 4 kênh này, con 4 kênh hàng rất là khấu và khủng. Con này thì nó là 1500W trên một kênh các bác nhá. Đấy. Con 4 kênh thì em về được số lượng có 2 con. Con này hãng của Penta cùng với lại cái hãng Noi em đang chơi ở trước mặt các bác. Penta. Mã DH 1500 x 4 nha các nhá. Đấy. Con này thì rất là khỏe. Tụ các bác nhìn cái dàn tụ các bác cũng biết này. Tụ rất là chất lượng nha các nhá. Tụ CE. Đấy. Tụ CE, con này chạy tụ 200V. Tụ áp rất là cao, 200V. Đấy. 200V là 1000mi cỡ đô pha. Đấy. Chất lượng linh kiện này các bác nhìn này. Cực kỳ là gấu luôn. Sử dụng mạch Canat D. Tất cả các bác nhìn đây nó đều có số hết ở trong cái cuộn này này. Đấy. Các bác nhìn kìa. Có số hết. Đã 2021 các bác nhé, 2021 tháng 8 2021. Dòng mạch Canat D này thì cho ra hiệu suất rất là chính xác các bác nhé, và chất âm con này ở giải trung và giải cao của nó rất là chi tiết và rõ nét. Đấy, dòng này thì các bác có thể đánh những đôi loa full đôi 40 hoặc là xúc kép các bác chơi được nhé các nhá, 1500W các bác chơi thoải mái luôn. Đấy. Và size 1U các bác để trong tủ máy cũng rất là gọn, và con này nó là nguồn xung nên cũng rất là nhẹ, con này nó chỉ tầm độ trên 10 cân một chút thôi các bác nhá. Đấy. Đây là chi tiết tổng số mã vạch này. Đây. Con này sẽ có chế độ đánh đầy đủ chế độ đánh cho các bác này. Chế độ Sitte này. Pananel này, Pananel là các bác chỉ cần cho hai đường tín hiệu vào nó sẽ ra được 4 đường 4 kênh. Ví dụ như các bác có hai đường xuống thì các bác sẽ gạt ra cái chế độ Pananel này. Đấy, thì các bác chỉ cho vào đường tín hiệu kênh 1 và kênh 3 thôi thì nó sẽ ra được cả 2 cả 4 nhé các nhá. Đấy, còn các bác đánh chập kênh thì các bác gạt về chế độ Bray. Đấy. Và ra như vậy các bác chỉ cho vào tín hiệu vào kênh 1 đấy, mới để kênh 3 đấy, thì nó sẽ chập kênh. Chập kênh thì các bác đây nó sẽ có chế độ đánh này. Chập kênh là kênh 1 nhé. Kênh 1 thì nó sẽ có chế độ Bray này, 1 cộng này, 2 trừ này. Đấy. Nhớ các bác nhé. Đấy. Bray chế độ 1-2 bằng đấy, CH1 này, 1 cộng trên 2 trừ. Đấy. Đây, và kênh thứ ba nữa đây thì đánh ra 1 cộng 2 trừ. Đấy, đó nhá. Thì hai cái kênh này thì các bác cho chế độ chọc kênh các bác đánh này. Đấy, con này chọc kênh thì công suất rất là khủng luôn, nó đã rơi vào tầm độ 4000W. Đấy, các bác chơi cái gì được, quá là khủng khiếp luôn. Đấy. Máy này thì các bác chơi thì yên tâm. Đấy, về độ chất lượng linh kiện các bác nhá, chất lượng linh kiện rất là tốt luôn. Đấy.
tụ này toàn là những tụ hãng nhập của châu Âu đó nhá, toàn tụ xịn thôi đó nhá. Đây dàn tụ các bác nhìn này, tụ này nó là dòng tụ xịn, chất lượng linh kiện này quá là tốt rồi. Máy thì đắt 2021 thì còn rất là đẹp nha các bác nhá, rất là đẹp, các bác chơi cực kỳ là yên tâm. Đây sau đây em sẽ thử cho các bác này, test cho các bác còn 4 kênh. Đây em đánh trực tiếp từ máy tính vào nhé các nhá, từ máy tính vào, chưa qua cái thiết bị gì cả. Đấy, và đánh đang đánh một đôi full 40. Điều gì làm cho thân hạnh phúc? Hạnh phúc của anh Thanh là dù mình có bận rộn như thế nào. Đấy, các bác nghe chất âm cực kỳ là chi tiết. Dòng này các bác đánh dòng là full cực kỳ hay luôn nhá các nhá. Đấy, rất là hay, tiếng chi tiết sạch sẽ. Đấy. Thôi bây giờ em xin báo giá luôn để cho các bác được biết về những cái dòng đẩy size 1U mạch Class D hàng chất lượng như là bên em đang giới thiệu. Đấy. Với chiếc cục đẩy 2 kênh đầu tiên có thương hiệu là BSS, hàng xuất châu Âu. Con này thì với mức giá là 8,5 triệu nhé các bác nhé, 8,5 triệu. Và con 4 kênh nhé các bác nhé, con 4 kênh 1500W trên 1 kênh. Chiếc cục đẩy xịn sò và đẳng cấp như này thì bên em đang bán mức giá là 13,5 triệu nhé các bác nhé, 13,5 triệu. Đấy. 13,5 triệu một chiếc. Các bác nào ở gần thì bên em sẽ bao ship, còn ở xa như ở trong Nam thì giá chưa bao ship. Hàng tất cả bao đẹp, bao chất, bao zin cho các bác. Đấy, dòng này các bác chưa yên tâm. Và chế độ bảo hành cho các bác là 3 tháng nha các bác nhá. Chế độ bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đấy. Nói dòng nào cũng vậy, dòng này cũng vậy và dòng này cũng vậy. Bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy. Hàng cực kỳ là đẳng cấp và xịn sò nha các bác nhá. Các bác cứ nhìn cái máy các bác, dòng 4 kênh thì nói chung là cũng nhiều loại lắm. Nói chung là các bác quan trọng là các bác nhìn những cái dàn tụ của nó. Nó là phải tụ xịn như thế này. Đấy, tụ xịn. Tụ này nó là tụ của Lichicom nhé các bác nhé. Đấy, CE Lichicom. Dòng tụ cực kỳ là xịn sò luôn. Các bác cứ nhìn cái dàn tụ các bác biết đánh giá chất lượng của linh kiện. Đấy, dàn tụ Lichicom. Tụ nhập luôn nhé các bác nhé. Dòng này là dòng tụ nhập. Đấy, dòng tụ cực kỳ là xịn luôn. Đấy. Tặng Lichicom. Đấy, với mức giá em xin báo luôn cho các bác rồi. Đấy, thì các bác nào cần những dòng đẩy công suất lớn
hàng xịn xò như thế này. Con này nó là 1500W một kênh và size 1U cực kỳ cho các bác chơi khoảng rất là gọn và nhẹ, chơi gia đình hoặc chơi gọi là sự kiện đều là ok. Đấy, phun đôi số két các bác chơi thoải mái luôn. Đấy thì các bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0985 778 338, các bác nào gần qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường ở Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Bây giờ các bác nào thì theo dõi video, nếu thấy hay thì cho em xin nút like, đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên nhà được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Và sau đây em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.